Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt BT210 bên mình với cái phần mềm Wrap, Machine Wrap đó các bạn, để các bạn in cái hóa đơn bán hàng trên cái nền tảng của Wrap nha. Cái phần mềm này nè các bạn, để cho mình cho các bạn xem nha. Đây các bạn, Wrap Machine nè. Đây nè cái phần mềm này nè. Đó. Thì cái máy này in được trên cái Wrap Machine nha các bạn, để các bạn in hóa đơn bán hàng. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy này và hướng dẫn các bạn cách mở nắp nè, để lắp giấy in nè. Thì cái máy in BT210 này là cái máy in Bluetooth, cái nối trực tiếp với cái điện thoại để in hóa đơn bán hàng nha các bạn. Các bạn cũng có thể kết nối trên cái máy tính hoặc là laptop để in hóa đơn bán hàng cũng được nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái máy in này nha. Thì khi mà các bạn mua về, các bạn tháo cục pin ra. Bên mình có dán cái miếng dán cách điện ở phía sau nè. Các bạn tháo ra để sử dụng nha. Rồi, gắn vào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ gắn giấy vào nha. Các bạn mở khay giấy này ra nè. Một ngón tay trỏ các bạn để trên cái khất nè. Ngón tay cái các bạn chịu lật dưới nè. Các bạn lấy ngón tay trỏ các bạn bật lên một cái là sẽ mở cái nắp lên nha. Các bạn mở sai nó sẽ bị bung cái cây này ra nha. Cái cây này bắt buộc nó phải nằm trên này nha các bạn, nó không có nằm dưới này nha. Rồi, các bạn bỏ giấy vào nha, các bạn bỏ theo chiều này nha, các bạn bỏ chiều ngược cái này nó sẽ in không ra mực nha. Rồi các bạn lấy hai ngón tay nè, cái các bạn đẩy xuống rồi nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test ra cái tờ giấy in test để các bạn xem cái máy hoạt động tốt hay không, hay là có bị lỗi hay gì không nha. Đồng thời ở trên đó nó sẽ hiển thị pin luôn nha các bạn. Rồi các bạn hai ngón tay cái nè, các bạn bấm hai nút cùng lúc nè. Rồi nó kêu tiếng bếp cái các bạn buông ra nè. Rồi các bạn ghi các bạn xé ra ha. Thì ở đây nó có hiển thị cái dung lượng pin này, các bạn bấm in test thì các bạn biết được cái dung lượng pin của mình nó khi nào mà hết đó, thì các bạn có thể sạc vào nha. Thì pin nó bên mình có bán pin rời nữa nha các bạn. Đây nha các bạn. Đó, những bạn nào mà xài nhiều thì các bạn có thể mua hai cục hoặc ba cục pin về các bạn sử dụng nha. Rồi đi kèm theo máy ấy, có một cái máy in nè, một cuộn giấy nè, một cái cốc sạc và một cái cáp sạc nha các bạn. Cáp này có thể vừa sạc vừa dùng để kết nối với máy tính để các bạn in luôn nha. Ok các bạn, thì sau khi mà các bạn đã lắp giấy in vào rồi á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm cái in test để các bạn in ra cái tờ giấy in test, các bạn biết được cái dung lượng pin của cái máy này nó còn bao nhiêu nha, hoặc là cái thông tin của máy in nha. Rồi các bạn tắt cái máy in nè, các bạn bấm hai nút cùng một lúc nè. Rồi nó kêu tiếng beep, các bạn buông ra nè. Đây các bạn, đây là cái thông số của máy in nè. Ở đây nó có thể hiện là cái dung lượng pin nè nha các bạn. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái Wrap Machine nha. Ok, thì các bạn mở cái phần mềm Wrap lên. Thì nó được cái giao diện như thế này ha. Các bạn vào chỗ khác bên góc phải nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bên cái điện thoại Android nha. Một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điện thoại iPhone nha. Rồi các bạn vào cài đặt ứng dụng nè, cài đặt máy in nè. Ở đây nè các bạn vào cài đặt nè, các bạn bật cái Bluetooth lên nha. Các bạn bật cái Bluetooth lên. Rồi các bạn ghép đôi với cái máy in nha. Các bạn mở cái máy in này lên, sau đó các bạn ghép đôi với cái máy in này mới được nha. Trên điện thoại Android thì các bạn phải ghép đôi, còn điện thoại iPhone các bạn không cần phải ghép đôi nha. Rồi sau khi ghép đôi xong các bạn quay lại cái phần mềm Wrap nè. Các bạn vào thiết lập máy in nè. Rồi kết nối máy in nè. Rồi sau khi mà thấy được cái tên Bluetooth rồi các bạn bấm tiếp tục nè. Rồi nó báo là kết nối thành công nè, thiết lập thành công nè. Các bạn quay lại nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái đơn cũ để mình in thử cho các bạn xem nha. Lịch sử đơn nè. À, ở đây các bạn có thể in hóa đơn cho bếp hoặc là hóa đơn khách hàng nè, hóa đơn bếp và khách hàng luôn nha. Đây mình sẽ in thử cho các bạn xem thôi nha. Đây các bạn ha, thì nói chung là máy in cũng khá là nhanh nha các bạn. Ok, mình sẽ in lại cái này cho các bạn xem nè, hóa đơn bếp đi. Đó. Hóa đơn ra, in chữ ra rất là rõ nét và rất là nhanh nha. Hai cái luôn nha.
Rồi ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái điện thoại iPhone, thì các bạn in thử nha. Ok các bạn, thì ở trên cái iPhone thì nó cũng vậy thôi các bạn. Các bạn vào chỗ khác nè, rồi các bạn vào cài đặt ứng dụng nè, cài đặt máy in nè, thiết lập máy in nè, kết nối máy in nè, rồi cái tên máy in nè, đây là sẵn này nè, các bạn bấm tiếp tục nè. Rồi kết nối thành công, các bạn quay lại in thử. Thì ở trên cái điện thoại iPhone nó thì nó in ra nó khá là chậm nha các bạn, chậm hơn cái điện thoại Android nha. Đó, mình in lại cho các bạn xem nè. Thì trên iPhone nó thì nó in ra hơi chậm so với iPhone nha. Thì những bạn nào xài điện thoại Android thì nó sẽ in ra nhanh hơn xíu, còn điện thoại iPhone nó in ra chậm nha. Nó chậm nhưng mà nó cũng không chậm gì mấy nha các bạn. Ok, thì giờ chữ nó ra vẫn nét và đẹp nha. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like, một subscribe ủng hộ mình nha.